Làm thế nào để đăng ký trên Antima Business? Trong hướng dẫn này, dựa trên ví dụ về Antima Business, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đăng ký các sản phẩm trong hệ sinh thái Antima. Truy cập trang web https://antimabusiness.com. Trong cửa sổ phía trên bên phải, bạn sẽ thấy nút Sign Up. Hãy nhấn vào nó. Cửa sổ đăng ký trong SmartPass sẽ mở ra. Chính trong hệ thống này, quá trình đăng ký diễn ra. Điền vào tất cả các ô bắt buộc, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, tên, họ, quốc gia nơi bạn cư trú. Sau khi điền vào các ô, bạn cần đồng ý với các điều khoản sử dụng. Hãy đọc chúng cẩn thận và đánh 3 dấu tích bên cạnh ô tương ứng ở bên phải màn hình. Sau khi điền xong, hãy nhấn vào nút Sign Up. Nếu bạn đã làm đúng mọi thứ, bạn sẽ thấy một thông báo trên màn hình về việc đăng ký thành công và yêu cầu xác nhận email của bạn. Để xác minh địa chỉ email của bạn, hãy truy cập hộp thư của bạn và tìm email từ địa chỉ noreply@smartpass.com. Nếu bạn không thấy email trong hộp thư đến của mình, hãy kiểm tra thư mục Spam, nhấp vào nút Confirm email trong thư. Sẵn sàng! Bạn đã đăng ký thành công trong SmartPass. Để truy cập trang web Antima Business, hãy nhấp vào nút Go to Antima Business. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình đăng ký, bạn luôn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.